Xin chào các anh chị, thì hôm nay bên Toyota Tân Cảng bên Khoa xin làm một cái clip cập nhật những cái xe đang tồn và đang rao bán tại Toyota Tân Cảng cho các anh chị xem ha. Thì ngày hôm nay cũng là ngày giữa tháng 11 rồi, thì cũng khoảng còn khoảng 45 ngày nữa là hết năm. Thì Khoa cũng xin làm một cái clip cập nhật cho các anh chị những cái dòng xe cũ đang bán tại Toyota Tân Cảng để các anh chị mình có một cái sự lựa chọn cho một cái xe cuối năm để mình đi về quê hoặc là đi du lịch thôi các anh chị ha. Thì hiện nay thì bên Khoa thì bên đang hiện làm một cái giá rất là ưu đãi cho các anh chị nếu mà đang có ý định mua xe cũ thôi các anh chị ha. Thì các anh chị nếu có nhu cầu thì xin hãy liên hệ với bên Toyota càng sớm càng tốt thôi các anh chị ha. Thì đầu tiên là chiếc Toyota Camry 2.5W sản xuất vào 2015. Thì xe đi được 39.000 cây số thì giá bán đang rao là 820 triệu thôi các anh chị ha. Đây mẫu Camry 2.5W anh chị ha. Rồi kế bên là mẫu Mazda 2, xe cũng 2018 luôn, thì nhưng mà xe này đi thì mới có 19.000 cây số thôi. Thì bên mình đang rao bán với mức giá là 465 triệu cho cái mẫu Mazda 2 này. Đó, một mẫu xe nhỏ, đó, xe của gia đình Toyota Vios thôi các bạn ha. Rất đẹp, xe thì sản xuất năm 2020. Xe đi được 20.000 thì giá bán là 535 triệu cho mẫu Vios G 2020 các anh chị ha. Và bên cạnh nữa là mẫu Camry 2.5W đời 2017 các anh chị ha. Thì xe đi được 62.000 cây số. Giá rao bán là 890 triệu cho cái mẫu 2.5W này. Đây một cái cũng là một mẫu Camry anh chị ha. Nhưng mà đây là mẫu 2.5W đời 2014, xe đi được khoảng 114.000 cây số thì đang rao bán với mức giá là 725 triệu. Thì toàn bộ những xe mà Khoa quay tại đây là đều đã được dọn dẹp theo công nghệ Marukuri của Nhật Bản tại Toyota Tân Cảng bên Khoa rồi ha các anh chị ha. Nên bề ngoài xe rất là đẹp luôn anh chị, như một cái xe mới cả. Và bên cạnh nữa đây là một mẫu Yaris, xe nhỏ cho các chị nữ đi trong thành phố rất là tiện lợi. Đây là mẫu Yaris đời 2019, xe thì mới đi được có 17.500 cây số thôi. Thì giá bán đang rao là 590 triệu các anh chị ha. Đó, mẫu xe rất là tiện luôn. Đó, lại một mẫu Camry 2.5W đời 2017 anh chị ha. Thì đây là xe thì rao bán với mức giá là 880 triệu, xe đi được 65.000 cây số anh chị ha. Thì hồi nãy giờ thì trong cái clip này cũng có hai mẫu Camry Q xuất hiện rồi anh chị ha, đó là 2017 hết đó. Thì các anh chị nào mà có nhu cầu mua xe thì cứ lên đây xem hai cái mẫu này để mình chọn cho mình một chiếc xe ưng ý thôi. Nhưng mà Khoa nghĩ là hai xe cũng tương đương nhau thôi anh chị ha. Rồi kế bên nữa là một mẫu xe nhỏ, đúng nghĩa là Khoa dùng từ là những cái xe đi chợ các chị, vì cái xe này mẫu nhỏ xinh xắn, các chị em đi trong thành phố mà đi thuê xe máy thì rất là tiện nha. Đó là mẫu Wigo số tự động đời 2019, xe đi được 25.000, giá rao bán là 345 triệu cho mẫu Wigo này anh chị ha. Rồi kế bên đây là một mẫu xe bề thế hơn, đó là mẫu Fortuner hai cầu số tự động máy dầu đời 2021 luôn. Thì xe này thì mới vừa đăng ký xong là khách đã bán lại rồi, chưa kịp lấy về nhà luôn anh chị ha. Thì bên mình đang rao bán cái xe này là 1 tỷ 400 triệu anh chị ha. Khi mà các anh chị đang có dự định mua cái mẫu Fortuner hai cầu máy dầu này á, xe mới á, thì nếu mà anh chị lấy cái mẫu xe này đăng ký ra tên thì cũng tiết kiệm được khoảng 100 triệu. Thì Khoa nghĩ đồng tiền rất là đáng thôi anh chị ha. Rồi kế bên nữa là cũng là một mẫu Fortuner, nhưng này lại là máy dầu số sàn đời 2019. Đó, xe đi được khoảng 20.000 cây số. Thì bên mình đang rao bán với mức giá là 905 triệu cho cái mẫu Fortuner máy dầu số sàn 2019 này. Xe đi được 20.000 thì phải nói rất là đẹp nha anh chị ha. Nhiều cái xe mới kìa.
Tại Toyota Tân Cảng bên Khoa thì là vừa bán xe mới và xe cũ luôn. Thì hôm nay thì buổi sáng hôm nay thì xe mới cũng về khá là nhiều xe. Thì các anh chị nào mà có nhu cầu mua xe mới thì cứ liên hệ với Khoa luôn, Khoa cũng tư vấn được cho anh chị các xe mới ha. Đó, xe này mới về chưa biển số anh chị ha. Đó, kế bên đây là một mẫu em Innova ha anh chị ha, đây là mẫu Innova V đời 2017. Đó. Thì đối với mẫu Innova V các anh chị nếu mà nhìn phía ngoài thì cũng rất là dễ quan sát, đó là có cụm đèn Rosetta nè. Rồi ốp mạ rơm phía trước, mặt nạ ga lăng nè ha. Đó. Thì xe này là sản xuất 2018 thì giá bán đang bán là 770 triệu. Innova V 7 chỗ ha các anh chị ha, option đầy đủ luôn. Đó. Kế bên nữa là một mẫu cũng là Innova, nhưng đây là mẫu Innova số sàn đời 2018 anh chị ha. Thì xe này đi được khoảng 88 ngàn. Thì đang rao bán với mức giá là 600 triệu. Thì giá này thương lượng rất là mạnh luôn anh chị ha. Đó, tại giá này là mua mình nó thật sự là mua về trước mùa dịch. Thì cái giá nó cũng hơi cao, nhưng mà để bán được cái xe này thì anh chị mà có nhu cầu nhà ý mua xe thì bên Khoa sẽ giảm giá mạnh cho anh chị. Kế bên nữa là cũng là một mẫu Fortuner nhưng ố Innova. Đây là mẫu Innova Venturer các bạn anh chị ha, có màu ngoại thất là màu đen. Xe 2018 anh chị. Đó. Thì xe này đang rao bán với mức giá là 700 triệu cho cái mẫu Innova Venturer 2018 này. Giá này cũng có thương lượng khá là tốt cho anh chị nào có nhu cầu quan tâm luôn ha. Rồi, đây là mẫu Innova số tự động đời 2016 anh chị ha. Xe thì đi được khoảng 136 ngàn. Nhưng mà cái giá bán rất là đặc biệt là 590 triệu cho cái mẫu Innova 2016 này. Số tự động anh chị ha. Nhưng mà cái giá này thì các anh chị quan tâm thì lên đây mình còn thương lượng mạnh nữa nha. Anh chị dùng từ thương lượng mạnh nha. Tại vì cái giá bên Khoa công bố á, thì cũng một số dòng xe mà mua trước dịch á, thì sẽ bán với mức giá là giảm giá mạnh cho anh chị. Còn những cái xe nào mà bên Khoa vừa mua gần đây thì cái giá thì không giảm nhiều anh chị ha. Tùy theo dòng xe bên Khoa sẽ cân đối giảm giá nhé. Và đây là mẫu Innova số sàn đời 2018 đó. Xe thì đi được khoảng 60 ngàn, thì bên mình đang rao bán với mức giá là 580 triệu. À, các bạn thấy không, một chiếc Innova số sàn đi ít hơn, tại sao rao 508 và một cái Innova số sàn đi nhiều hơn mà bên Khoa rao 600? Vì cái xe kia là lấy trước dịch nha các anh chị ha. Nhưng mà nếu mà anh chị mua cái xe nào thì bên Khoa cũng cân đối giảm giá, thì chắc chắn là cái xe kia, xe 600 bên Khoa sẽ giảm khá là nhiều cho các anh chị. Đây, một em cũng là xe 7 chỗ Toyota Rush anh chị ha. Xe này sản xuất năm 2018, bên mình đang rao bán với mức giá là 575 triệu cho mẫu Toyota Rush này. Rồi bên cạnh đó còn rất là nhiều xe bên Khoa vừa về và chưa kịp làm đẹp đó, nên chưa có quay trên đây. Thì sau đây Khoa cũng xin mời các anh chị đi tham khảo sơ những cái xe mà mới vừa về đang giao cho xưởng dịch vụ chuẩn bị làm đẹp để đem ra rao bán các anh chị ha. Nhưng mà nếu mà anh chị nào mà quan tâm mua xe thì cứ lên đây xem xe trực tiếp, thì bên Khoa vẫn nhận cọc và hẹn ngày lấy xe thôi nha anh chị ha. Đây các anh chị ha, thì theo như Khoa đã nói thì đây là mẫu Fortuner mới vừa về đó, giao cho xưởng dịch vụ. Thì đây là mẫu Fortuner máy xăng số tự động một cầu đời 2018 các anh chị ha. Xe đi cũng có khoảng 20.000 cây số thôi, 27.000 cây số anh chị ha. Thì đang rao bán với mức giá là 910 triệu cho cái mẫu xe Fortuner máy xăng số tự động một cầu này. Có màu ngoại thất là màu bạc anh chị ha. Rồi kế bên nữa lại là một mẫu Fortuner máy xăng số tự động đời 2019, đăng ký năm 2020. Đó. Thì xe này đang rao bán với mức giá là 980 triệu. Xe này thì đi đúng khoảng 20.000 cây số thôi nha các anh chị ha. Màu bạc, ủa màu trắng, rất là đẹp luôn anh chị ha. Thì cơ bản là cái màu trắng á, khi mình mua xe mới mình đã mắc hơn cái xe cũ là 8 triệu rồi. Đó, nên đâm ra là cái giá xe cũ nó cũng sẽ xích hơn cái giá xe mới tí xíu ha anh chị ha. Đây các bạn ha, là một mẫu Fortuner máy xăng số tự động một cầu nữa. Nhưng mà em này thì đời 2017 nha các anh chị.
thì xe đi được khoảng 47.000 cây số thì giá đang rao bán là 890 triệu. Đó, cho cái mẫu Fortuner số tự động một cầu này. Thì bên cạnh đó bên Khoa còn rất là nhiều xe đang nằm ở trên trong xưởng, thì hôm nay Khoa không có quay được vì nó nằm ở trong xưởng mình không có đi tới được ha các bạn ha. Thí dụ như là Fortuner máy dầu số sàn đời 2019 nè, rồi Fortuner máy dầu số tự động đời 2020 luôn các anh chị ha. Đó là những dòng xe Fortuner rất là quan tâm cho các anh chị trong mùa này. Rồi thì Khoa cũng xin kết thúc video clip tại đây. Thì Khoa cũng xin nhắc lại đây là mẫu cập nhật những cái xe tồn kho xe cũ vào ngày 15 tây tháng 11. Cho các anh chị nào đang quan tâm mua xe cũ tại Toyota Tân Cảng bên mình, thì các anh chị nào quan tâm xin hãy liên hệ với Khoa lên xem xe trực tiếp các anh chị ha. Xin cảm ơn các anh chị đã xem video clip từ nãy giờ nhé.